Chào các bạn, giờ là 11 giờ rồi. Giờ mình làm một cái video, đó chính là hiện tại thì bên Adidas ấy đang có một cái mức giá sale khá là tốt để các bạn ưu đãi các bạn sắm Tết. Khi mà các bạn mua các sản phẩm bên Adidas thì các bạn có thể xem. Ở đây là ưu đãi sắm Tết này, khi bạn mua các sản phẩm bên Adidas thì các bạn sẽ được khuyến mại. Ví dụ như các bạn mua một sản phẩm thì các bạn sẽ được giảm 10%. Mua hai sản phẩm các bạn sẽ được giảm 20%. Mua ba sản phẩm thì các bạn sẽ được giảm 30%. Đó, đây là áp dụng cho các bạn mua một số sản phẩm. Ngoài ra thì các bạn có thể tham khảo xem một số trang bên Shopee, bên Lazada. Nhưng mà các bạn phải tham khảo những cái trang uy tín cơ. Bây giờ mình thấy một số trang nhiều người bán những cái sản phẩm ấy có cái giá kiểu như là cái giá quá là rẻ so với sản phẩm ấy, thì các bạn nên chú ý nhé. Nhiều bạn sẽ không để ý mà các bạn mua những cái sản phẩm ấy thì kẻo các bạn sẽ gặp phải những cái sản phẩm không phải sản phẩm chính hãng rồi ạ. Đó, những cái mấy trang đó có nghĩa là hàng fake ấy, không hàng real ấy, được chưa? Đấy, bây giờ có rất nhiều hàng fake rất là nhiều, được chưa? Đặc biệt là các bạn thêm ở một số trang thương mại điện tử, người ta xem nó có lệch nhiều so với cái sản phẩm không, và những cái trang bán nó có uy tín hay không. Nếu mà uy tín, có một số trường hợp ấy họ có thể họ sell, họ bán được một nửa, có thể là họ nhập khẩu, được chưa? Đó, đối với những cái uy tín thì không sao, được chưa? Đó, còn các bạn mua trực tiếp ở Adidas này thì các bạn chắc chắn là chính hãng rồi, phải không ạ? Có những trường hợp ấy, người ta nhập khẩu những cái dòng, những cái hãng sản phẩm cũng như hãng giày ấy, trực tiếp từ những cái thị trường, ví dụ như thị trường Nhật rồi thị trường gì ấy, về với giá rất là rẻ. Có thể là họ rẻ một nửa, hơn một nửa so với niêm yết trên website này, thì nó cũng có thể nó là như đúng, bây giờ nó có thể còn nó vẫn là hàng chính hãng các bạn nhé. Đấy. Nhưng mà một số trường hợp các bạn thấy nó quá là rẻ, ví dụ như thực sự một cái sản phẩm ấy thì nó giá 100.000 thì các bạn mua với những cái trang ngoại lai ở trên internet, các bạn không rõ, không có thông tin gì nhiều ấy, các bạn thấy là họ bán với giá chỉ khoảng 20.000 hoặc là thậm chí 10.000 thôi thì các bạn phải tránh, được chưa? Các bạn phải tham khảo chú ý. Còn đối với trường hợp Adidas thì mình thấy là đôi lúc nhiều bạn nhập về mà bán ấy với một cái giá rẻ hơn một nửa thì có các bạn ạ, có thấy là nhiều bạn bán sản phẩm chính hãng niêm yết ở trên website là bán 100.000 chẳng hạn, nhiều bạn bán 50.000 thậm chí là 40.000 vẫn có các bạn, đó, bởi vì họ nhập trực tiếp về. Còn đối với sản phẩm chính hãng các bạn mua ở đây thì các bạn sẽ thì đa số niêm yết ở trên trên website với cái giá gốc như vậy, và lúc nào Adidas nó cũng sẽ có một cái thông tin đó chính là khuyến mại. Được chưa? Không khuyến mại nhiều sẽ khuyến mại ít các bạn ạ. Đó, ví dụ như đặc biệt là đợt khuyến mại này khá là lớn khi mà sắm Tết này, thì ở đây các bạn mua thì nó mua một sản phẩm các bạn sẽ được giảm 10%, hai sản phẩm các bạn sẽ được giảm 20%, 30 sản và ba sản phẩm các bạn sẽ được giảm 30%. Thì đối với trường hợp các bạn mua một sản phẩm thì các bạn có thể giảm 10%, ví dụ như 100.000 các bạn đã giảm được giảm 1 triệu các bạn đã được giảm giảm 10% thì nó cũng khá là nhiều đó các bạn. Đó, giảm 10% nó khá là nhiều đó. Nó giúp cho chúng ta có thể là bớt chút được một cái số tiền mà các bạn khi mà mua, ví dụ như các bạn mua 3 sản phẩm các bạn đã được giảm 30% rồi. Nó cũng khá là nhiều để các bạn mua, để các bạn có thể là sắm Tết, được chưa? Ví dụ như 100.000 thì các bạn đã được giảm 10.000 rồi. Đấy, nó rất là hay. Các bạn có thể là nhiều người cùng mua một sản phẩm nhỉ ạ, thì nó sẽ giảm. Dạ, đó, đợt này đợt khuyến mại của Adidas. Đấy. Còn ở đây thì các bạn vào mua, các bạn xem đường link ở dưới phần description video của mình luôn nhá. Thì các bạn xem ở đây này, đây là các bạn có thể mua quần áo hay là mua giày dép hay là gì đó ở đây. Được chưa? Đó. Thì với cái giá khá là ok, được chưa? Ví dụ như các bạn mua tầm khoảng 1 triệu thì các bạn đã được giảm 100.000 rồi. Đấy. Đó, ví dụ như các bạn mua đây là nó có rất là nhiều
ví dụ như ở đây cái nhãn hiệu này, ví dụ như quần áo này, đấy, nhiều quần áo này, ví dụ như những cái loại quần áo các thứ gọi để xem ở đây, thì nó có rất là nhiều các thứ khác nhau. Đấy, ví dụ như những cái bộ quần áo, ồ, mà hãng này là hãng thể thao, hãng có thương hiệu, đắt là phải các bạn. Áo phao, áo gì đó mặc, áo khoác mùa đông thì đa số tiền triệu trở lên. Đấy, nhưng mà các bạn sẽ được giảm 200.000, ví dụ như hai, ví dụ như 1 triệu, ví dụ như 2 triệu thì các bạn sẽ được giảm, ví dụ như bộ này chẳng hạn 2 triệu thì các bạn sẽ được giảm 200.000. Ví dụ như những cái bộ này các bạn sẽ được giảm, ở đây thì các bạn sẽ được giảm 95.000 là đó. Ví dụ như giày chẳng hạn, như các bạn giày thể thao thì giày tập luyện chẳng hạn, đấy rất là nhiều loại giày các bạn có thể xem ở đây, hoặc là giày chạy gì đấy, đấy thì các bạn có thể xem ở đây đó. Đấy các bạn có thể xem. Đó, giày chạy thì các bạn đã thấy Adidas nổi tiếng với những cái loại giày Ultra Boost, hoặc là Ultra Boost hiện tại là Ultra Boost mới, nó là Ultra Boost 21 thì vừa sản phẩm vừa mới ra. Thì đối với những cái dòng sản phẩm giày này thì đây này 4D Run 1.0 này, thì đa số những cái dòng sản phẩm này chủ yếu là nếu mà để tập luyện ấy, thì các bạn có thể là xem một số hãng giày khác để các bạn xem tập luyện. Còn đối với trường hợp mà các bạn lấy về để tập luyện hàng ngày, những cái đôi này nó cũng, mình nghĩ là cũng được thôi, nhưng mà nó hơi phí. Đối với các bạn mà không có nhiều ngân sách thì những cái đôi này các bạn nên giữ để cho chúng ta đi thi đấu hoặc là các bạn đi thi chạy ấy. Bởi vì là thực ra để đi thi đấu thì chúng ta chọn những cái đôi này chẳng hạn, mà bình thường tập luyện ấy thì cũng ít ai sử dụng những cái đôi này. Đa số tập luyện ấy thì chúng ta cần kết hợp những cái bài tập cũng như là bổ trợ các thứ ấy, để chúng ta lúc tập chúng ta không cần phải nhẹ đâu, chúng ta cần phải tập chập nhau để cho nó cái cơ thể chúng ta thích nghi, hoặc là cái đôi chân của chúng ta thích nghi, thậm chí là chúng ta phải tập bằng tạ hay tập bằng gì đó. Thì đa số những cái đôi giày này mình thấy nó không cần thiết cho nó lúc tập. Nhưng mà đối với trường hợp tập luyện đi thi các thứ ấy thì các bạn nên có không có cũng không quan trọng, nhưng mà nếu mà có được thì nó sẽ càng tốt. Bởi vì là cái công nghệ đế giày bây giờ nó rất là tiên tiến các bạn ạ. Đấy, công nghệ đế giày nó rất là tiên tiến các bạn nhá. Mình không thể phủ nhận, nhưng mà nói chung là nó phần nào giúp cho các bạn có thể là nó dễ chạy hơn các bạn ạ. Đối với các bạn, ví dụ như các bạn đang chạy những cái đôi giày rất là nặng, thậm chí là các bạn đeo tạ vào chân, khi mà các bạn đi thi đấu các bạn được bỏ đi hết, các bạn đi vô này giống như bay thực sự các bạn ạ. Giống như bay thực sự, phải nói với các bạn giống như bay thực sự. Những cái đôi này khi bạn đi vào ấy, các bạn nó sẽ giúp cho chúng ta nảy và đẩy chúng ta về phía trước, chúng ta đỡ bị mất lực nhiều hơn. Được chưa? Đó. Đối với các bạn chạy bình thường nhá, còn đối với những vận động viên chuyên nghiệp, người ta chạy trên đường pit ấy, người ta chạy quen, người ta không cần phải những chạy marathon ấy, người ta chạy bằng đầy đinh và họ chủ yếu là họ thêm về sức mạnh. Được chưa? Đó, còn các bạn đi vào những cái đôi này ấy, các bạn chạy những cái km, chạy đường dài, thậm chí là 21, thậm chí 42 km là các bạn không cảm thấy đau chân. Đó là một cái trong những cái lợi thế của những cái đôi giày này, giúp cho chúng ta rất là hay. Cho nên là các bạn đã thấy là tại sao nó đắt như thế, đây là 5 triệu hoàng ạ. Có một số bạn lấy về Việt Nam cũng bán được một số giá tầm khoảng 3 triệu, đúng chưa? Đó, tầm khoảng 3 triệu hơn. Đây là Ultra Boost 20, thậm chí là tầm khoảng 2.5 triệu. Bởi vì là cái công nghệ làm đế của cái này ấy, nó sử dụng những cái vật liệu nó nảy ấy. Đó. Nike thì các bạn đã thấy là họ sử dụng những cái đế zoom x và những cái tấm sợi vải, sợi dệt carbon ấy, nó giúp nảy. Nói chung là những cái đôi giày như này các bạn có thể xem mà các bạn có thể tham khảo về để các bạn mua với cái giá ưu đãi trong cái dịp Tết này. Thế cũng khá rất là hay.
Đấy, các bạn có thể tham khảo. Còn đối với trường hợp mà thôi, mình nói đến đây thôi nhá các bạn nhá. Mình sẽ thử xem ở đâu nhỉ. Ở đây rất là nhiều, ở đây có cả quần 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 short này. Cái quần chạy bộ hay là quần gì đó. Rồi quần short ngắn này. Đấy, mình thấy có cái giá ưu đãi, mình làm một cái video giới thiệu các bạn hôm nay cũng là cuối ngày rồi. Đấy. Mình thấy trong email put một cái là có thông tin về, đúng là có khuyến mại thật. Tất nhiên là những cái đôi giày này nó chỉ giảm một phần các bạn nhé, giảm một phần khi mà các bạn chạy đi chạy bộ, nó chỉ giảm một phần thôi, chứ cái giày mà nó để nói là cái quyết định khi bạn đi vào nó làm tốc độ ấy thì không thể, đúng không? Có nghĩa là chúng ta đi cái đôi giày này giúp cho chúng ta tốc độ cải thiện, giống như phi mã thiên thần, giống như những cái vận động viên chuyên nghiệp ấy là không thể các bạn nhé. Cái này nó tùy thuộc vào sức của các bạn nữa. Đấy, ví dụ như các bạn đi đôi này thì các bạn cảm giác nó êm hơn thôi, nhưng mà thực sự mà nói, khi mà các bạn tùy từng người thôi, ví dụ như các bạn, mình thấy là nó không quyết định gì nhiều, được chưa? Nhưng mà để về lâu về dài ấy, các bạn tập hàng ngày, tập liên tục ấy, thì những cái đôi nó êm, được chưa? Nó êm, nó có độ này. Khi bạn tập ngày nào các bạn cũng tập ấy, thì nó sẽ là một lợi thế, được chưa? Còn đối với những cái vận động viên mà đi thi đấu chuyên nghiệp ấy, ví dụ như người ta đi thi đấu một lần, ví dụ như người ta tập mấy năm trời, người ta đi thi ở ví dụ như tập độ mấy tháng ấy, có thể là họ vẫn tập những cái đôi giày êm như thế, nhưng mà đi thi đấu, tại sao người ta vẫn thích đi những cái đôi giày mà cứng cáp hơn, ví dụ như người ta chạy trên đường pit, người ta vẫn chạy đi giày đinh các thứ, là vì bởi vì nó chắc hơn, có thể là nó chắc hơn hoặc là nó rất là nhiều người chạy giày đinh các thứ ở trên đường pit mà người ta chạy tầm 10 cây đổ xuống thì người ta vẫn giành chiến thắng, người ta tốc độ người ta vẫn vẫn cao, cái đó nó không quyết định nha. Ví dụ như bây giờ mình di giày Bata các bạn, mình vẫn có thể là đạt đến cái pay 3, được chưa? Đó, dưới pay 4 đấy, đấy mình vẫn có thể đạt hoàn thành một cái pay dưới 4 bình thường các bạn ạ. Không nhất thiết là mình cũng phải chạy, nhưng mà khi các bạn chạy ở cái mức mà các bạn chạy lâu ấy, rồi ví dụ như ngày nào cũng chạy ấy, ví dụ như trước mình có một cái đợt đó là ngày nào cũng chạy, nhưng mà mình đợt trước kia là mình ngày nào mình cũng chạy, có nghĩa là một chạy 15 ngày liên tục, mỗi ngày trung bình là 45 km các bạn ạ, mỗi ngày là trung bình 45 km, chạy 15 ngày liên tục đấy, đạt đến 60 600 mấy cây ấy. Đấy, trong vòng 15 ngày đó thì mình cũng đi những cái đôi giày bình thường thôi, mình vẫn có thể chạy được như thế kia, mặc dù nó vẫn hơi bị đau chân một chút đó. Các bạn lưu ý là trong quá trình mà tập vậy, nhiều bạn lầm tưởng là chấn thương với các kiểu, nhưng mà các bạn chú ý là chấn thương với đau cơ nó khác nhau. Đau cơ thì đa số nó ở phần thịt ấy, thì nó sẽ khá là nó sẽ khi mà các bạn chạy xong, nhiều bạn chạy không quen đấy, các bạn chạy một cái các bạn thấy đau là chấn thương, thì nó không phải, các bạn chấn thương nó phải liên quan đến xương hoặc là liên quan đến dây chằng hoặc là các bạn bị rách cái gì ấy, được chưa? Rách cơ là rách gì đó. Còn đối với trường hợp mà các bạn bị đau bình thường ấy, nó chỉ là đau cơ thì nó khác tự khỏi các bạn nhé. Đấy, nói chung là các bạn, mình nghĩ là các bạn là khi bạn chạy quen ấy thì mình thấy là bình thường, được chưa? Cái đó phải gọi là tập luyện cơ. Còn đối với những cái đôi giày mà mức sale như này, các bạn nào có thể mua cái đôi giày mức sale để các bạn có thể mua về để dạo hội, chơi Tết chẳng hạn. Đó, bạn nào có nhu cầu thì các bạn có thể mua ở đây. Đấy, mình chỉ chia sẻ các bạn thôi. Bởi vì là mình cũng vừa vô tình mà mình thấy ở trên này, thì mình làm một cái video để chia sẻ các bạn nhé. Đó, hiếm khi các bạn được có mức sale đợt vừa rồi ấy, là được gần Noel ấy, thì cũng có một cái mức sale ổn như là này, và đến dịp Tết thì các bạn có thể ví dụ như ở đấy mua 3 sản phẩm, ví dụ như các bạn mua một cái sản phẩm 1 triệu thì các bạn đã được giảm 300 nghìn, các bạn chỉ cần trả tầm khoảng 700 nghìn thôi. Ví dụ như 3 người mua 3 bộ quần áo
Đấy. Nhiều bạn thích đồ của Adidas thì các bạn thấy Adidas là một trong những cái thương hiệu rất là nổi tiếng rồi, kể cả quần áo các thứ Adidas này, Nike này, Li-Ning này, đấy một số hãng khác nữa mình thấy là nó khá là nổi tiếng. Của Việt Nam cũng có các bạn. Đó là một số thông tin về các bạn là khuyến mại về cái Adidas các bạn nhé. Đó. Đến đây thì mình cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nhớ xem thông tin ở dưới phần description của video này các bạn nhé. Bye bye các bạn.